Xin chào tất cả các bạn đang xem video trên kênh Tâm sự cùng Mèo Rippy. Bây giờ chắc cũng khoảng cỡ hơn 8 giờ tối đó các bạn. Bây giờ trời hơi rất mưa. Anh Phát rủ mèo ra trồng cái bông giấy. Rồi bây giờ mèo sẽ cho các bạn xem cái giỏ bông giấy nha. Đây nè các bạn, một cái giỏ chữ ự luôn. Rồi bây giờ mèo với anh Phát ra cây trồng nha. Mèo sẽ để máy ở trong này rồi sơ sơ ra thôi, chứ bây giờ ra ngoài kia là mưa ướt hư máy, máy không có trong nước. Rồi các bạn, cái này thì hồi hôm mèo với anh Phát trồng mấy cái cây bông giấy này. Đó. Mấy cái gốc như thế này thì chờ cho nó ra rễ nha. Trồng dọc dọc như thế này tới ủ lúc dưới cái gốc cây trồng được kìa. Đó, trồng ủ lúc xuống dưới đó. Rồi bây giờ còn dương đóng cái bông giấy này các bạn. Còn dư tới mớ này luôn. Bây giờ là đây là cái ông anh Phát, ông đang đào mấy cái đường này để mà trồng cái cây bông giấy. Bây giờ mèo sẽ mang cái giỏ bông giấy này ra kia và gom xuống nha các bạn.
Rồi các bạn, mèo Vân Phát trồng được một dãy mấy cái cây bông gió như thế này rồi này. Đó. Cộng với cái phía bên kia âm bên là sùm nữa luôn. Vậy mà vẫn còn dư các bạn ơi. Còn tới mớ chỗ này nữa này. Đó, còn mớ chỗ này thì thôi kiếm chỗ nào đó ghim đại đi. Chừng nào nó ra rễ nó sống rồi tính sao ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mèo. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.